Dạ vâng. Đấy, ok. Từng này mấy cân em? Nói chung được được thau. Rồi em thử cái này. Lúa em đổ vào này. Trước hết các bác nào muốn sắt gạo này, bật lên cho nó quay một thôi. Ổn định điện, không có bị mắc gì hết. Bắt đầu là mình cho cửa xả ra. Cửa xả thế này. Đấy, cho ra là. Đấy, cho vừa vừa thôi. Gà bắt đầu ra này. Trình gạo trắng ở đây này. Cái phân này mới ra nó đang đen nhá. Đang đen đấy. Được rồi đấy. 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 Ok chưa? Gạo ra rất là đẹp này. Tí gạo này. Đấy. Còn cái phân này thì các bác cho vào một tí. Cho vào một tí để lát này mình xả ra nhé. Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình có chiếc máy sát gạo mini gia đình này, chuẩn bị gửi đi cho chị Vàng Thị Xích ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đấy thì đây là chiếc máy sát gạo mini gia đình nhé. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt nhất. Đây là cái dòng máy cao cấp bên mình đời mới nhất 2022 nhé. Sát gạo này, sát gạo trục tròn này, lọc sản ba chức năng này, đập bột này. Và một cái điều mới mẻ hơn nữa là đây là cái motor điện 3 pha nhé. Dây điện 3 pha bà con nhé. Mình đang lắp motor 3 pha. Đấy. Trước tiên thì cái máy sắt gạo này là dùng cho hộ gia đình. Thì bình thường người ta sẽ hay dùng điện 1 pha, điện sử dụng gia đình đấy. Nhưng mà nếu với đối người dân nào mà có cái điện 3 pha rồi thì mình lắp cái động cơ 3 pha vào thì nó sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho máy sắt gạo nhé. Vừa khỏe điện, dùng bền bỉ, động cơ bền bỉ hơn, dùng khỏe. Và cái giá thành sử dụng điện trong gia đình thì rất là rẻ nhé. Đấy, thì nó theo điện kinh doanh mà. Về đầu tiên cái máy sắt gạo mình giới thiệu một chút nhé. Ở đây là toa đựng lúa sắt gạo này. Đây, toa đựng lúa phía trên này. Và sàng rung lọc sạn 3 cấp này. Ở đây là lúa vào nhá. Ở đây lúa vào này, gạo ra ở đấy này. Gạo ra sẽ được lọc thêm lọc sạn 3 cấp. Cấp 1 này, cấp 2 này, 3 này. Đấy. Thì tất cả hệ thống sàng rung này sẽ đi kèm đi theo cái motor chính nhá. Đấy, motor chính là Jaguar lên và sẽ làm rung cái sàng lọc sạn đây. Lúc mà mình chế độ sắt gạo được bật á thì nó sẽ kết hợp giữa chức năng sắt gạo và lọc sạn luôn. Còn ở đây là cái hệ sắt gạo trục tròn, trục rulo. Cái hệ mà mới nhất và sạch nhất ở hiện tại nhé. Về các mẫu máy sắt gạo gia đình thì đây là cái hệ sắt gạo sạch nhất rồi, cải tiến mới nhất. Đấy, thì đây là phần sắt gạo. Và một cái lưu ý nữa cho bà con là ở đây là cám gạo ra nhé. Thì cái máy sắt gạo gia đình này sẽ không có trấu. Máy sắt gạo sẽ không có trấu, chỉ có cám thôi.
cám gạo á, trấu sẽ nghiền ra cám luôn nhé. Đây là cái nút điều chỉnh tán gạo, đây là cái bộ phận gió. Thì cái máy này thì rất là chắc chắn nhé, nhìn bên ngoài rất là chắc chắn. Nó có nhiều cái máy trên thị trường kiểu dáng giống, nhưng mà cái độ xịn sò và chắc chắn thì nó không bằng cái con máy của mình hiện tại đang bán đâu nhé. Đấy, bà con nên phân biệt về cái dòng sản phẩm một chút nhé. Còn đây là đập bột này. Đập bột thì đầu tiên là đây là nguyên liệu của xuống này, dành cho những cái hạt nặng như hạt ngô này. Còn đây là nguyên liệu hút vào này, dành cho những hạt nhẹ này. Còn đây là bột ngô ra. Chúng ta cùng tìm hiểu bên trong cái đập bột một chút này. Đấy, thì đây là đập bột dạng búa nhé. Đấy, dạng búa này. Ở đây có nhiều búa đập, nó là 20 cái búa đập nhé. Đấy, 20 búa đập. Sàng thì bà con ra sản phẩm to hay nhỏ là do cái sàng này nhé. Mình có thể linh động những sản phẩm to nhỏ theo sàng. Có thể ra ngô mưởng, ngô bột, tùy theo cái mục đích sử dụng của bà con nhé. Còn máy thì nó sẽ có một cái bao đựng cám gạo này. Bao này là bao đựng cám gạo nhé. Bao này sẽ bọc lúc mà mình sắt gạo ra này. Cám nó nằm cám gạo ra vị trí này thì mình sẽ bọc vào đây, ở đây nhá. Hoặc là mình có thể bọc ở đây để đựng cám bột ngô. Và còn bốn cái này là bốn cái lót chân nhé, bốn cái lót chân để tạo cái độ êm máy khi sử dụng. Nhưng mà con máy này thì không cần lót chân cũng rất là êm rồi, mình cứ làm thêm cho an toàn thôi, êm. Và đây là cái dòng máy đặc biệt mình gửi đi nhé, lắp điện 3 pha bà con nhé. Đấy, nó tùy chỉnh điện 1 pha, điện 3 pha là do nhu cầu của bà con sử dụng đấy nhé. Đấy, đây là một cái mẫu máy mà khá là tốt và xịn sò trên thị trường ở thời điểm hiện tại nhé. Bà con có thể tham khảo sử dụng nhé. Chi tiết mua hàng hoặc là biết thêm thông tin về sản phẩm, bà con có thể liên hệ đến mình.